Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày đầu tuần hôm nay nhé. So sánh áo phông Dior chẳng khác gì áo phông do thương hiệu mình sáng lập, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường ngay lập tức đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Mới đây nhất, anh đã lên tiếng phản pháo gay gắt trước sự việc này. Trên trang Facebook cá nhân, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã đăng ảnh so sánh hai chiếc áo phông của Dior và hãng S, thương hiệu thời trang do anh sáng lập với nội dung như sau. Hứng lên đi mua cái áo thun 23 triệu đồng, mặc được một lần dưới chán, chẳng khác gì cái áo 196.000 của S, ai mua lại pass 5 triệu thôi nha. Phát ngôn của Đỗ Mạnh Cường ngay lập tức đã tạo nên rất nhiều sự tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng việc so sánh một thương hiệu mới trong nước và thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới là một điều vô cùng khập khiễng. Một bạn khán giả đã để lại bình luận rằng, 23 triệu đó là hơn 70 năm gây dựng với mấy trăm cửa hàng trên thế giới đó trời, làm trong ngành thời trang mà phát ngôn kỳ vậy, giống như không có tên Đỗ Mạnh Cường, áo phông S chắc gì bán được giá đó. Khi nào thương hiệu anh nổi khắp thế giới như Dior thì anh so sánh không dám ý kiến đâu. Bên cạnh những lời chỉ trích như vậy, rất nhiều khách hàng cũng đã lên tiếng bảo vệ ý kiến của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Trước những luồng tranh cãi đa chiều của giới mộ điệu, Đỗ Mạnh Cường mới đây đã lên tiếng về phát ngôn của mình như sau. Trong khi các bạn rảnh rỗi ngồi tranh cãi một câu nói vui của tôi mà chẳng liên quan gì đến cuộc sống của các bạn, thì tôi đang chăm chỉ kiếm nhiều tiền lo cho mình và các con có một cuộc sống tốt hơn. Các bạn rảnh quá thì các bạn lo làm việc, lo kiếm tiền, lo trau dồi đạo đức và bớt nói tục chỉ bậy những việc không liên quan đến các bạn đi ạ. Bảo sao cứ không bằng được người khác rồi lại bất mãn với cuộc đời. Bên cạnh đó, anh cũng cho biết bản thân là một tín đồ hàng hiệu, thế nên hiểu rất rõ về giá trị của các thương hiệu xa xỉ. Việc so sánh giữa Dior và S thực ra chỉ là một câu nói vui. Ý là khách hàng của S vẫn có thể mặc một sản phẩm chất lượng tốt với giá thành phù hợp. Anh khẳng định không có ý bài xích hay dìm hàng Dior vì anh vẫn mua khi thích. Tuy nhiên, nếu ai không có chi phí để làm điều đó, thương hiệu cá nhân của anh cũng có những mặt hàng tương tự để phục vụ. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào trước sự việc này? Hãy để lại comment ở dưới cho chúng mình cùng được biết nhé. Chúng mình là SNews và hiện nay chúng mình cũng đã có mặt trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như các bạn quan tâm, SNews sẽ để đường link ở phía bên dưới.